Chào tất cả các bạn. Đây là một cái căn biệt thự được xây theo phong cách Hàn Quốc. Và nó là cái căn biệt thự có 4 tầng, nằm ở khu vực phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Cái căn biệt thự này được thiết kế với không gian xanh, và xung quanh nó thì được trồng những cái hàng cây đẹp. Những cái hàng cây gọi là những cái cây này mua ở ngoài là cũng phải vài chục triệu một cây. Và hàng rào của nó là cũng được làm bằng cây xanh, cũng được trồng cây xanh rất là đẹp. Các bạn nhìn kỹ nhé. Tầng 1, tầng 2 thì thiết kế bình thường, tầng 3 là nó sơn màu nâu. Và chắc chắn là bên trong là theo mình nghĩ là thiết kế gọi là nội thất bằng gỗ hết. Đây, chúng ta đi lại gần hàng rào nhé. Ở bên ngoài thì người ta đặt những cái bồn hoa, những cái bồn này, những cái bồn gọi là chậu cây cảnh. Và nó có hai cửa, một cửa đầu kia, một cửa đầu này này. Đó, một cửa đó. Và bên này một cửa nữa. Cái cửa của nó thì là cửa gỗ, và cửa có mái che xây từ dẫn từ ngoài vào bên trong nhà. Đây là nhà số 9, ngõ 67 đường Duy Tân. Nhà số 9, ngõ 67 đường Duy Tân. Đẹp không? Nó vừa giống cái kiểu nhà của Nhật Bản mà vừa giống kiểu nhà của Hàn Quốc. Cái khu vực này là có rất nhiều biệt thự. Vừa là những cái biệt thự của những cái doanh nhân mà vừa là những cái biệt thự của quan chức. Phía bên này là cũng có một căn khác nữa. Hầu như tất cả những biệt thự bên ở khu vực này ấy, là đều có cây xanh bao quanh cả. Tất cả đều có cây xanh bao quanh. Những căn như thế này là phải trị giá của nó là phải hàng chục tỷ, cả chục tỷ, chưa kể tiền đất. Bên này có một cửa này, cửa này là người ta có thể gọi là cái cửa ra vào của ô tô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Vui lòng like, comment và chia sẻ để mình có động lực quay thêm nhiều clip nữa nhé. Cảm ơn các bạn.